con xe thứ hai chúng ta sẽ đầy đoạn chính là con như là con 2410, không biết là của hãng gì, không biết là của hãng gì. Ok, còn 87 là sao nói. Nó là bị rơi rẻ chắn rồi, rơi rẻ chắn rồi. Acabo đã bung, Acabo giờ đã bung. Cái xe màu xanh nước biển. Tắt xe rồi. Ok. Rồi nhà cắn chứ sao. Đi vào đây cho búa đập ra. Búa đập. Ok, chúng ta còn 44% máu. Ta không biết là nó bị sao không thể lùi được. Nó bị hỏng đang lùi ra. Wow, chúng ta thử lên một con dốc rất là cao, được một quả trái đời luôn. Wow, nhưng mà chưa được gì, con xe rất bền, không vấn đề gì luôn. Dạ thật, dạ thật. Đánh nó là bị bung ngược nhưng mà vẫn không vấn đề gì. Nếu mà có con xe này ngoài đời thật thì các vị nguyên thủ sẽ sử dụng nó như một chiếc xe di chuyển quen thuộc, bởi vì nó quá bền, quá bền. Ok, đã bung cánh cửa. Wow, tàu hay gì mà còn bị đâm đây. Tàu ở đường tàu à. Rất vòng qua, rất vòng qua, không bị liệt, không bị nhéo. Các sự tòa của cha. Cắm đầu xuống luôn và đã cháy.